Sao đỡ chưa, đỡ chưa? Ôi trời ơi, khỏe liền như thuốc tiên vậy. Thuốc xỉn lễ vô cái khỏe liền á. Bởi vậy nó tôi khỏe như trâu vậy mà. Trời đất ơi. Vậy sao tổ chức đám cưới đâu? Đám cưới gì? Vậy anh cưới em á. Ngộ ái lị á. Ngộ ái lị? Ngộ ái lị là gì? Anh yêu em. Nè. Hả? Già đừng có ham hố nha. Ngộ ái lị nhưng mà lị không có ai ngộ. Trời ơi, lực một người đàn ông mà đẹp trai hầu ai vậy, hỏi cưới á, không cưới là hối hận á. Ngộ á, ngộ thương vợ lắm á. Về nhà kim cương hột xoàn á, ngộ lại sẵn hết á. Muốn lấy băng pi chơi là lấy băng pi, lấy chổi láo rồi chổi láo. Cứ lấy chơi thoải mái. Nói nghe nè. Hả? Đem kim cương hột xoàn để dành á. Hả? Chết đem theo đi, hang đem xuống hòm đi. Đi. Ủa? Ra khỏi nhà tôi. Ủa lại bạn can dễ à, vô đây rồi nói chữ như dễ vậy hả? Tôi cán cho con gái tôi, không phải tôi, ông. Cứ kim con gái, kim gái ngộ không có chơi à. Vậy thì đi ra đi. Cứ lị ngộ cưới à. Cưới con gái về là phá tặng. Nè cái già này tôi không có giỡn với ông nha. Không à, ngộ cưới vợ là cưới làm hoàng à. Mặc dù là tôi già thiệt nhưng mà tôi không có danh giá, tôi không đi ra. Không còn ngon á, tương còn ngon. Cái này gọi là tương còn mướt á. Cỏ là còn cộng lộng nước trên bờ suối luôn á. Thiệt á. Còn lượng nó thấy thôi già coi thường nha. Mời. Châu coi già, văn không còn liều. Nhưng mà lực cái đó lọc. À ha. Tiền lão á, cấm không nhiều. Chỉ cần là một cái cấm thằng tiền lão là lực rồi. Mai mốt giống đi. Như cấm liều mình nước kìa. Đúng không? Trung phong không cần nhiều. Bây giờ cứ ngồi đi. Thiệt, cứ đi. Nè. Hả? Mai mốt có trước khi muốn đi á, hỏi thăm cho nó kỹ lưỡng ha. Tôi để bản cán rễ này cán cho con gái tôi ha. Cán rễ cho con gái. Ừ. Nhưng mà ngộ ai lị. Trời ơi, cha này nãy giờ cứ ái lị hoài. Đúng rồi. Ngộ yêu thật tình, ngay cái nhìn đầu tiên. Lấy ngộ đi, ngộ lấy dân hiền. Cần bao nhiêu sẵn phiếu cho. Trời ơi xấu tôi có sao lẳng đằng. Con trâu già hết răng vẫn thích thèm cỏ khô. Thương thiệt mà, ngộ ai lị mà. Ngộ tận lỗi từ xa tới đây là ngộ mong được là ở dễ đây luôn. Chứ ngộ mệt lắm mà không về nhà lỗi luôn á. Giờ mời đi về được không? Bây giờ đi về hả? Buồn quá vậy, cuộc tình mình chấm dứt kể từ đây hả? Trời ơi cha này. Chia tay kể từ đây hả? Nè, nói một câu ngọt ngào, mời ông. Từ từ. Mời phải ly từ từ, hàng dễ bể mà. Nó ly nó dụng nó vớt ở đây á, lúc đó là lị chịu trách nhiệm á. Nhét cái chai vô túi lại, còn chút tình cảm nữa. Thiệt luôn hả? Thiệt. Ông nhét không nổi hả? Lúc xuống không nổi. Cha nội này đúng là thiệt tình. Rồi mời ông. Thank you em. Anh về. Xem chỗ đi về mặt bằng nó cũng giọng nữa đó. Cái cửa chỗ làm cửa chỗ này phải không? Trời ơi trời, gặp gì vậy trời? Hú hồn hú vía. Trời ơi, gặp bỉ ma gì đâu không vậy trời? Xuống lỗ rồi còn ham hố nữa. Nay mùng 9 mà. Ngày hạp của tôi mà sao gặp toàn là cái chuyện xui xẻo gì đâu không vậy trời. Xin chào. No, trời ơi, no, no. Cái gì vậy? Arakami o araketo. Đâu ra vậy? Araki. Ồ, bitodo, bitodo. Dạ chào bác, có chuyện gì ạ? Đi đâu đây? Dạ đi cán rễ. Vô nhà xong gõ cửa, tự nhiên đùng đùng vô vậy. Dạ, định gõ. Ăn ổi hả? Cái gì? Nói tôi là ý nói tôi là khó khăn chửi tôi đó hả? Dạ không phải. Ý Peter nói là không phải khó khăn mà tại vì nhà bác không có đóng cửa cho nên là mới thấy cái bác kia vừa đi ra tụi cháu vô liền thôi. Dạ, chúng cháu là người đàng hoàng mà bác. Đàng hoàng? Dạ. Ai biết có đàng hoàng hay không? Bỗng dưng bất ngờ xuất hiện, mắt mày thấy không có thân thiện. Từ đâu hiện diện ở đây, hãy mau trình bày thân thế. Đến đây với mục đích gì? Thì từ từ tôi phân qua làng
người thật thà nơi phương xa đến đây mong kiếm một người. Mà kiếm tôi làm gì? Kiếm vô tự nhiên lù lù vô giống như trước cướp trộm vậy. Dạ thưa bác, tại vì tụi cháu thấy phía trước có bảng cán rễ cho nên tụi cháu đi vô, mà nhà bác đâu có đóng cửa đâu mà tụi cháu gõ cửa, mới thấy cái ông cụ mới đi ra là tụi cháu vô liền hả? Cái gì vậy? Ý Peter nói là bác là người rất là dễ thân thiện. Dạ, nhìn rất là đẹp lão. Mời hai cậu ngồi. Dạ xin phép tụi cháu ngồi được không ạ? Ngồi. Hả? Muốn ngồi, dạ. Mà xin lỗi nghe hai cậu là người nước nào? Dạ, Peter là người Iraq. Hả? Bác đừng có ngại, cũng đừng lo lắng. Ảnh tuy không đẹp nhưng giàu bác ơi, tính chơi chơi và tài sản nghiệp cũng gần hơn triệu tỷ đô la. Nước già ngầm dáng người thô kịch nhưng gần xa cũng nức tiếng tâm. Hóa ra như vậy, thấy người không sang tưởng kẻ gian vô nhà ăn trộm, ai ngờ đâu tỷ phú phương xa. Ở Iran ảnh giàu số 1, tuổi trẻ tài cao không có ai hơn. Dạ thưa bác, anh ở đây là chủ tập đoàn, là tổng giám đốc của một công ty dầu khí Iraq đó bác. À vậy giàu à? Dữ lắm. Hôm nay là anh đến đây để muốn kén rể, có thể làm rể của bác. Không biết là bác có vui lòng mà gả con gái bác cho ngài Peter không ạ? Nghe nói giàu cũng ham. Dạ. Nhưng mà đen quá, không biết gái tụi nó chịu không? Anh đi kìa. Ý anh nói là gặp mặt đi rồi mới biết được cái thứ bác. Dạ. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà xin hỏi cậu nhiêu tuổi? Dạ 32 tuổi ạ. 32? Dạ. Là tuổi con gì? Dạ tuổi con gì ạ? Tuổi con mèo ạ. Tuổi con mèo. Con khỉ. Con khỉ. Tuổi thân đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Biết rồi. Nếu tính theo tuổi ở Việt Nam thì chú tuổi con khỉ, còn con Xuân tuổi con rồng. Thân Tí Thìn là tam hợp. Hai tuổi này cưới nhau về sau này giàu dữ lắm luôn. Giờ Ri Bobby nói cái gì vậy? Dạ anh ấy nói á, là người cao sang đi ra đường sẽ đón đàng hoàng, cửa nhà thân thang, khi ăn uống có người lo toan, nên con của bác sẽ sung sướng như là công chúa vậy đó. Bác nên thuận tình, đừng để lỡ cơ hội vàng bác ơi. Cậu có chắc chắn là ân cái người này là con gái của tôi sẽ hạnh phúc không? Dạ thưa bác yên tâm, tuy đen nhưng mà ảnh rất là giàu, rất là nhiều tiền. Chứ còn trắng mà không có tiền cũng như không. Trời ơi, biết nói tiếng Việt rành quá kìa. Dạ tại vì Peter nói được vài câu thôi chứ không có nhiều. Bởi vì cháu mới dạy được có vài tháng thôi. Peter nói câu được câu không vậy đó mà. Mà cháu bảo đảm với bác luôn, nếu bác chịu gả cô Xuân cho Peter thì bảo đảm cuộc sống về sau này của cô Xuân sung sướng, không bao giờ làm đụng tới một bóng tay luôn. Thằng này nó đen, xấu mà nó giàu. Bỏ lỡ cơ hội này, biết chừng nào mình mới có được ta. Ok. Xấu xấu, miễn có tiền là được rồi. Dạ thưa bác. Xuân. Dạ thưa bác, vậy thì bác có thể chấp nhận cho Peter gặp cô Xuân được không ạ? Chào tôi. Để tôi kêu con gái tôi ra cho gặp mặt ha. Dạ. Tùy okay. Duyên ha. Dạ. Xuân ơi, Xuân. Dạ. Ra má biểu con. Dạ. Xuân ơi, Xuân đã về. Má kêu con. Xuân ơi, Xuân là về. Xuân ơi, Xuân đã về. Má, được không con? Má nói sao? Má chọn coi con người này được không? Honey, I love you.
Xuân. Mấy ngày nay mất ăn mất ngủ, không có gặp được Xuân, sao mình thấy lo quá à? Mà bác An cũng kỳ thiệt á, tự nhiên treo bản kén rể làm gì để bây giờ mình ra nông nổi như vậy nè trời. Khổ ghê vậy. Xuân. Anh Tân ơi. Xuân ơi, nhớ em có Xuân ơi. Em cũng vậy nữa. Anh biết không, cũng tại má đó. Má tin lời thầy bói, bói gì tầm bậy tầm bạ, nói tụi mình không hợp tuổi, cho nên má không cho mình quen nhau. Em buồn quá à. Anh cũng vậy. Em biết không, lòng anh nghe niềm xót xa dâng tràn. Ngàn trái từ đổ bay về để ta đau sâu. Từ lâu mình xây mơ ước tơ hồng kết sẽ ngày đến duyên cho trọn ước mơ đâu. Để chữ thủy chung luôn thấm tươi màu, nhưng dòng bão từ đâu ạt ào kéo đến, để ta phải đau sầu vì nghịch cảnh. Phải giận dân, nhưng cha mẹ đã đôi đàng chia cách. Thương nhớ về nhau mặn sầu tuôn dài, cho trái tim yêu thôn thân giới căng dài. Đêm trường nghe tiếng sương rơi buồn, ngồi ôm gối chiếc thương ai mắt nhòa lệ cay. Chờ mong bao tháng năm dài, nếu phải chia lìa đau xót nào hơn. Em chỉ gửi trao anh, đừng đến lo sợ duyên mình cách ngăn. Xuân ơi, anh rất hiểu lòng em chung thủy, nên chẳng nghi ngờ tình cảm của em. Nhưng cha mẹ hai nhà nay đã quyết tâm ngăn cấm không cho mình nên duyên nợ. Từng đêm dài anh nằm trắng trở, nghe nhạc lạc bầy nức nở em. Nói thật không? Em nói thật mà. Anh yên lòng rồi. Anh cũng vậy. Nếu mà anh không cưới được em á, thì anh thề là suốt cuộc đời này anh sẽ ở giá luôn á. Thôi đi, đừng có nói bậy à. Anh nói mà thật ở mà. Giá, em cũng ở vậy luôn đó. Em nói thật không?
Ê chết. Hả? Chắc em phải đi về quá. Sao về sớm vậy? Sợ má la quá à. Em lén má ra đây á, má mà thấy không có em ở nhà, thế nào má cũng đi tìm cho coi. Em à. Hả? Nhưng mà khó khăn lắm anh mới được gặp em. Nè. Hả? Biết người ta nhớ không? Biết sao không biết. Biết vậy... cho nên người ta mới chạy ra đây, ta gặp chút xíu đi nè. Vậy... Nhưng mà em sợ má biết được, má làm lớn chuyện là nguy nữa. Má không có biết được đâu, em đừng có sợ. Ở lại đây với anh thêm chút nữa đi em. Bộ... em hết thương anh rồi hả? Ai nói chứ. Nhưng mà tại... Tại cái gì? Tại... em à, không lẽ suốt cuộc đời này mình không được gần nhau sao hả em? Anh đừng có nói vậy. Thì cái gì cũng từ từ tính. Từ từ tính, từ từ tính. Nước sôi lửa bỏng rồi. Anh hết cách rồi, đang rối lắm em biết không? Không lẽ... vậy bây giờ phải làm sao? Xuân à, anh... anh có cách này nè. Cách gì? Hay là... hai đứa mình... cùng nhau bỏ trốn đi em. Bỏ trốn? Ừ. Không được đâu. Sao mà không được? Không được đâu. Em à... không bao giờ trốn được. Mày dạ. Qua đây coi. Con chào bác. Mày qua đây. Con má. Bác cháu gì ở đây trơn á. Mày tính dụ mà con gái tao hả? Không dạ. Có trốn mày đâu. Dạ không có. Dạ con. Con cái gì? Dạ thưa bác. Không có chú, không có bác gì hết á. Sao? Hả? Dạ. Sao? Con... định dẫn con gái thì đi đâu hả? Đi đâu hả? Dạ. Cậu giỏi lắm nha. Cậu đúng là lì lợm thiệt mà. Tôi đã nói với cậu làm sao? Tôi cấm cậu là đừng bao giờ gặp mặt con gái tôi nữa mà. Nó đã sắp có chồng rồi. Dạ con dạ biết. Dạ cái gì? Vậy thì tại sao cậu lại không nghe? Cứ lén lút chặn ngõ đón đường. Tôi đã nói hết lời hết ý. Cậu cũng là người cũng có lương tri. Vậy sao chẳng chịu nghĩ suy? Dạ thưa bác. Nếu cậu cố tình chống đối với tôi, tôi cũng chẳng cần khách sáo mà chi. Bác ơi, con xin bác suy nghĩ tận tường. Chúng con sẽ đau buồn khi phải xa nhau. Buông ra. Dẫu có thương nhau á, thì cũng phải dằn nén tình cảm để mà xa nhau. Bác ơi, con xin bác mà bác. Có xin cái gì hết trơn á. Tôi đã nói với cậu rồi, là tuổi của cậu với tuổi con gái tôi là không có hợp với nhau. Lấy nhau á là xung khắc, tán gia bại sản, mất mạng như chơi. Má ơi. Má ơi cái gì? Tôi nói như vậy á là tôi muốn tốt cho gia đình hai người thôi. Mày đứng lại đây. Làm sao mày? À, dạ. Mày tính trốn hay gì? À, dạ không có. Dạ thưa bác, con... Con im đi. Tôi quyết định làm đơn kiện cậu vì cái tội dụ dỗ trẻ vị thành niên. Ý lộn, dụ dỗ con gái nhà lành. Cậu về con nói với ông già của cậu á, chuẩn bị đi hầu tòa đi là vừa. Má, anh Tân không có lỗi trong chuyện này. Anh không có dụ dỗ con. Con im coi. Tội của con má chưa xử xong, vậy mà lại to gan lớn tiếng quên quàng bên giật người dân. Lần này về má sẽ phạt con ở trong phòng hết một tháng luôn. À, dạ con xin bác chưa có phạt Xuân. Xuân nào đâu có lỗi, mà lỗi ấy là do con. Đừng nhiều lời năn nỉ mà chi, lòng già này nay đã quyết tâm. Từ bây giờ tôi sẽ phạt đòn mà răn đe những kẻ làm sai. Dạ, con đang cúi đầu và chờ nghe lời bác xử phần. Hay, giỏi quá hen. Cũng gan dạ quân tử á. Dạ. Mày mà gan dạ gì? Anh hùng hả? Giang hùng á thì có. Má. Em đi. Bây giờ tao trói mày lại. Dẫn mày lên chính quyền. Cái má ơi sao vậy má? Bác ơi. Sao mày cho tao trói đâu? Mày đưa tay ra đây. Má ơi. Không có má gì trong quả đây nữa. Bác ơi sao bác trói con vậy bác? Tao tội nghiệp anh mà má ơi. Bác ơi. Đi lên chính quyền với tao. Đau quá vậy. Đau quá bác ơi. Đau quá mà đau. Từ từ bác. Dám là vũ dỗ con gái tao mà bác ơi sao bác trói chặt quá vậy bác? Má ơi đừng vậy mà má, tha cho ảnh đi má. Mày em chết anh rồi Xuân ơi.
Dạ. Dạ. Đi mà. Đi theo ta lên. Bác ơi, con xin phép bác. Bác ơi. Đi. Tân. Dạ. Tân à. Dạ con nè bác ơi. Sao ra làm phụ tới tía ở trong này? Cứu con bà ơi. Cái gì vậy? Con bị người ta chối nè bà ơi. Ai? Ai dám bắt cóc con tôi? Là ai? Tại sao không dám lên tiếng? Tôi nè. Hai An ở cái làng này nè. Hai An à? Chà chà. Chà chà. Tất cả tại sao bà dám ngang nhiên bắt người, lại còn lớn tiếng mắng chửi đủ điều? Bà có quyền chi ở tại nơi đây mà dám ra quay? Hãy mau mau lẹ tỏ phân mọi chuyện, duyên cớ gì đâu bà trói con tôi? Tại sao? Nói đàng hoàng tại sao bà trói con tôi? Nói đừng giá dao. Tôi giá đó. Bời. Tại vì con ông dụ dỗ con tôi. Dụ dỗ cái gì? Dụ con tôi trốn đi với dụ gì? Đã trốn đi theo con tôi chưa? Chưa. Chưa trốn đi có nghĩa là trước tòa tụi nó chưa cấu thành tội danh, chứ vậy tụi nó vô tội. Vô tội gì? Thả tụi nó ra. Không thả. Giỡn mặt bà. Không giỡn gì. Thả tụi nó ra. Không. Nói như vậy bà chưa chịu khởi hả? Khởi cái gì? Cha nội. Cởi trói con tôi. Vô duyên bà... Cởi cởi làm dữ à? Mặt thấy mặt ghét. Hãm tài. Cha con đều khó ưa giống như nhau. Dạ. Ai cầm hôn á? Bà tưởng mặt bà đẹp lắm hả? Sao? Mặt tôi không đẹp mà ông kiếm, ông tới ông kiếm tôi làm gì? Mặt của bà hay quá. Sao? Tướng thì lùng súng. Lùng súng sao? Đẻ con ra thì đẹp. Ờ, con này nghe được à. Ừ. Quá đáng. Dâu gì dâu cũng là gì? Tình nghĩa mà bà con người bà riết rồi. Thôi đi, mặt khó ưa. Về. Về dạ, thôi. Dạ, bác đi, ơi. Về. Sao? Má má cái gì? Quyến liếng lắm hả? Bà... Tao nói cho mày biết nha. Chuyến này về tao gả mày có thằng Iraq cho mày biết. Tao thề với lòng là không bao giờ tao làm xui với thằng trai già. Mất dịch khó ưa này nè. Chắc tôi thèm quá, tôi thèm.